Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Nguyễn Kinh Lương của phòng khám Dr. Laser. Hôm nay là đồng hành với tôi là có bác sĩ Nguyễn Minh Phương, chuyên về phụ trách về chuyên môn của phòng khám. Hôm nay có một cái bạn hỏi là vitamin B5 có tác dụng trong điều trị mụn hay không? Thì và sử dụng như thế nào? Thì tôi có thể nhờ bác sĩ Phương giải thích cái câu này cho các bạn nha. Rồi, ok. Xin chào tất cả các bạn. Thì để nhắc tới vitamin B5 á, thì vitamin B5 là một cái vitamin thiết yếu trong cơ thể chúng ta, nhưng mà nó có rất nhiều trong những cái thức ăn của chúng ta ăn hàng ngày. Là trong những cái cám gạo hay là trong những cái thực phẩm rau xanh hay là trong thịt cá thì có vitamin B5 rất là nhiều. Cho nên là thông thường đa số chúng ta thì không có thiếu vitamin B5. Cho nên là đối với những trường hợp vitamin B5 thì nó có hai cái đường sử dụng. Đường thứ nhất là cái đường uống và đường thứ hai là cái đường bôi. Thì đối với vitamin B5 mà đường uống á, thì nó chỉ có tác dụng đối với những trường hợp nào mà đặc biệt là bị thiếu vitamin B5. Thì trong trường hợp đó chúng ta uống vitamin B5 sẽ có tác dụng. Nhưng mà thật sự là đa số chúng ta thì rất hiếm có ai có trường hợp mà thiếu vitamin B5. Tại vì vitamin B5 là một cái chất rất là có rất là rộng rãi trong những thức ăn chúng ta ăn hàng ngày. Cho nên là mình khẳng định là vitamin B5 trong trường hợp chúng ta không thiếu thì chúng ta không cần thiết phải uống. Và nếu như chúng ta không thiếu mà chúng ta tiếp tục uống vô thêm thì nó cũng không có hại gì cả. Thông thường rất ít để đạt được cái liều ngộ độc. Nhưng mà về cái tác dụng có lợi của nó thì thông thường cũng rất ít khi nào có lợi. Nhưng mà trong trường hợp mà vitamin B5 dùng trong đường bôi thì nó sẽ rất có tác dụng trên da. Quan trọng thứ nhất của nó là vitamin B5 đó là một cái chất dưỡng ẩm rất là tốt. Nó sẽ giữ ẩm cho da chúng ta. Da chúng ta đã giữ đủ ẩm thì nó sẽ hạn chế cái quá trình lão hóa. Và cái thứ hai nữa là vitamin B5 rất là tốt để điều trị trong những cái bệnh lý mà da đang bị kích ứng. Cho nên nó là vitamin B5 là thứ nhất là nó làm dịu da, và thứ hai nữa là nó làm một cái chất dưỡng ẩm rất là tốt, và nó sẽ làm giảm những cái tác động viêm của da chúng ta. Cho nên là vitamin B5 sẽ có tác dụng giảm mụn trong trường hợp là nó làm giảm những cái mụn viêm, nó làm giảm viêm của mụn. Và thứ hai nữa là vitamin B5 rất cần thiết cho những trường hợp bị mụn sau dị ứng, hay là những trường hợp mụn sau trường hợp mà bị dùng kem trộn, hay là những cái loại kem có những corticoid á, thì sau đó cái da chúng ta bị mụn thì vitamin B5 là rất cần thiết cho những trường hợp da như vậy. Còn ngoài ra thì những trường hợp da mà không có đang bị mụn thì vitamin B5 cũng rất tốt để làm cho cấp ẩm và hạn chế quá trình lão hóa da. Ok, cảm ơn cái chia sẻ của bác sĩ Phương về cái cách sử dụng vitamin B5 và tác dụng của nó nha. Rồi, xin chào các bạn. Follow kênh của tôi nhé.